Rồi, tới giờ rồi anh em ơi. Này vừa được mấy cục nha. Đây, lo là nhiều quay lưng đó anh em. Quà nó ù quá khó nhiều. Lo là nhiều nha anh em. Với lại mấy mâm than mini Raptor này nha. Mã đây. Con này cũng là lạ nè anh em, con này của Lowe nè. Lowe nè thấy không? Size 60. Ở đây có một cái center này. Center ở đây. Mình quay sớt sớt nha anh em. Anh em nào còn chi tiết thì lát xíu mình up với lại mình inbox cho. Hôm nay cũng một cái này Rubin gì đó anh em. Nói chung là mấy cái là lạ nhiều nha anh em. Là có một cái đua này mâm than này. Ở đây một cái hiệu gì đây quên này. Red gì đây. Một con này cũng đọc này anh em. Con này nè. Rudit này. Con này nè, con này thấy chấm được con này nè anh em. Mặt nhôm hết luôn nha anh em, nhôm nha. Cái vo nó bằng sắt nha, này sắt này. Đó, con trên là chà sò sắt bên ngoài thấy rõ luôn nè. Con Red ở gì đây. Ở đây có lo. Qua nhanh nhanh nha anh em. Cặp này nha, anh em thích cặp này chụp cái gửi lại rồi mình chụp cái tem hay sao cho chị đó. Cặp đây là Heiko, biết nha anh em, lý sắt. Nhìn là biết Heiko rồi, đúng luôn Heiko luôn. Cặp này chắc Braun rồi. Không phải anh em ơi. Manat gì đây, cũng là Tây Đức luôn nha. Cái này của Đan Mạch. Này là chắc lo toàn giấy rồi này, bằng nhựa nè. Đó, đây có hai cối. Rồi. Đó là có một cặp Mỹ nè anh em. Advent nè, bữa ai hỏi quên mất tiêu rồi. Đây, Advent, Barbie gì đây. Barbie Advent, hai thùng gỗ đây. Lo Mỹ nha, Mỹ nồi luôn nha. Có cái Center Infinity. Có một cặp này chắc cũng Heiko rồi. Canh tông nha anh em. Cặp này canh tông nha, lưới sắt này. Canh tông với Heiko nó làm giống giống nhau nha. Đó. Có một cặp đây nè. Đây có cặp đây nè nè. Cái lo nó chắc 25 rồi. Gấu gấu mà nó mất ở kênh nha. Cặp đây cặp gì đây. Cặp đây bát 30 rồi anh em ơi. 30 nha. Cặp này là của ai đây. Chú này của ai đây. Make in USA anh em ơi. Cặp này là của Mỹ nồi nha. Là đây anh em. Nhìn cho anh em là thích độc lạ đó, mỗi cái là mình sẽ khui một cái. Cái này của cái gì đây, ông già ông bỏ cái lo ở trên đó giữa anh em cầm coi cấu hình này chắc của Mỹ luôn quá anh em. Ba đường tiếng bát 30 đó, dành cho mấy anh em nào yêu thích cấu hình lớn. Rồi đó, này lo là nhiều nha anh em. Này mấy con này có chơi không. Cassette này. Đó. Đó, dòng đi dòng lại, đồ đứt là nhiều nha anh em. Đó. Lo đây. Khúc này chắc đỡ rồi đó. Ngày hai ngày anh em coi thử sao rồi tính tiếp. Thấy có được cái âm ly này nè anh em, âm ly này nè. Này bốn sò sát luôn nè, cái sò nó ở sau lưng á. Con này là mạc nhôm. Mặt nhôm cái vo sát luôn nè. Con này là lo que. Ôi giời cấp điện rồi anh em ơi. Sorry nha. Cấp điện rồi anh em ơi. Hồi xuống anh em mà chút xíu là mình mới up được nha. Cấp điện là thua rồi. Này tối thui rồi.